Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Bành Tiểu Nhiễm, ai sẽ được chọn đóng Thất Tiên Nữ? Hẳn các bạn còn nhớ, Thất Tiên Nữ do đài truyền hình Giang Tây và công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa nghệ thuật toàn cầu ưu tái Bắc Kinh hợp tác sản xuất, lên sóng vào năm 2004, được xem là phiên bản kinh điển nhất tính đến thời điểm hiện tại. Phim lấy bối cảnh Trung Quốc thời phong kiến, kể về 7 nàng tiên nữ là con của Ngọc Hoàng và Vương Mẫu Nương Nương. Trong một lần dạo chơi dưới trần gian, Thất Công Chúa đã gặp và yêu một người phàm trần là Đổng Vĩnh. Sau khi về trời, vì quá nhớ thương Đổng Vĩnh nhân hậu thật thà, nàng lại một lần nữa hạ phàm. Các nàng tiên còn lại vì thương em nên đã bao che cho cô. Không ngờ, hội ban đầu lại được tổ chức vào đúng ngày Thất Công Chúa đi chưa được bao lâu. Vũ khúc cát tường của bảy vị công chúa thiếu mất đi một nhân vật quan trọng. Chỗ trống đó đã được thay thế bởi Thuận Phong Nhĩ. Nhưng sao chổi, một hạ tiên chuyên lo việc quét rác trên thiên đình, đi đến đâu cũng bị xua đuổi. Vì không được tham dự hội ban đầu nên rất tức giận và đã cố ý làm lộ việc Thất Công Chúa trốn xuống trần, khiến cô bị tước bỏ cốt tiên, ném xuống trần gian. Kể từ khi Thất Tiên Nữ lên sóng đến nay đã được 17 năm, nhưng những bộ trang phục của bảy nàng tiên nữ thời đó vẫn luôn là ý tưởng cho các cô gái mô phỏng theo. Bộ phim Thất Tiên Nữ có danh tiếng rất cao và là một tác phẩm kinh điển, nên cư dân mạng dự đoán rằng phim sẽ có nhiều khả năng được remake lại. Nếu quả thật Thất Tiên Nữ được remake, bạn cho rằng nữ diễn viên nào sẽ là gương mặt sáng giá nhất cho vai Đại Công Chúa Hồng Nhi? Đại Công Chúa Hồng Nhi trong câu chuyện là trưởng tỷ, có tính cách dịu dàng, hành sự thận trọng và sau này nàng kết đôi cùng với Thần Thực. Vai diễn Hồng Nhi do nữ diễn viên Lưu Dương đảm nhận, nàng thường xuất hiện trong trang phục màu hồng, nàng luôn toát lên thần thái độ lượng, thanh cao. Với khí chất này, cư dân mạng cho rằng ba nữ diễn viên dưới đây hoàn toàn phù hợp vào vai Hồng Nhi. Đầu tiên là Dương Mịch. Trong Tiên Kiếm 3, Dương Mịch hóa thân vào hai nhân vật Đường Tuyết Kiến và Tịch Dao. Cả hai vai diễn này đều là những vai kinh điển của Dương Mịch. Tuyết Kiến thích mặc trang phục màu đỏ, tính tình nóng nảy, còn Tịch Dao lại thích những trang phục nhạt màu, tính cách dịu dàng như nước. Ngoài ra, Dương Mịch đã vào nghề nhiều năm, cô đã tạo dựng được vô số vai diễn khác nhau. Do vậy nên đối với Dương Mịch mà nói, đảm nhận vai tiên nữ chắc chắn không hề khó. Địch Lệ Nhiệt Ba. Địch Lệ Nhiệt Ba có ngoại hình cực kỳ phù hợp với trang phục màu đỏ. Trong Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa, Tam Sinh Tam Thế, Chậm Thượng Thư và Liệt Hỏa Như Ca, Địch Lệ Nhiệt Ba đã có vô số tạo hình trong trang phục màu đỏ vô cùng rực rỡ. Vai diễn Thanh Khâu Đế Cơ Bạch Phượng Cửu của cô cũng thanh thoát, đáng yêu, vô cùng phù hợp với nguyên tác. Bành Tiểu Nhiễm. Ngoài Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba thì Bành Tiểu Nhiễm cũng được đánh giá là nữ diễn viên cũng rất thích hợp với vai Đại Công Chúa Hồng Nhi. Trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả chính bởi trang phục màu đỏ. Vai Công Chúa Tiểu Phong đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đến khán giả mãi mãi không thể quên. Trên đây là ba ứng cử viên do cư dân mạng xứ Trung bình chọn. Còn bạn cho rằng nữ diễn viên nào thích hợp với vai Hồng Nhi nhất?